đây là chợ Gò Vấp. Khi màn đêm buông xuống thì ở đây cũng rất là náo nhiệt và rất là đông bạn trẻ khi mà tụ tập về đây ăn uống và cả ngồi chơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái món ngon rất là lâu đời tại đây, món bánh cuốn nóng Quế Trân, đã bán được 28 năm ở tại cái địa chỉ này rồi, trải qua hai đời. Chúng ta đang ở số 70 Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp, phía cổng sau của Đại học Công nghiệp nhớ các bạn. Và đây là cái tiệm bánh Quế Trân của cụ Tư, tiệm bánh cuốn nóng của cụ Tư, bán đã 28 năm rồi và đang bán thay cụ Tư là chị Dưỡng, con dâu của cụ Tư, người Đà Nẵng, người gốc Đà Nẵng. Và chị bán thay cho cụ đã được 16 năm rồi. Quế Trân là tên con gái đầu của chị. Bánh cuốn nóng Quế Trân của chị Dưỡng đã được 28 năm tại chợ Gò Vấp rồi. Chị đang cắt những cái phần chả ra để ăn kèm với lại món bánh cuốn nóng của chị. Đây là chả nè anh em. Những cái thành phần ăn cùng với lại bánh cuốn. Cái này là gì chị ạ? Cái này là chả quế. Chả quế hả chị? Còn cái cục mà trên này là cái gì chị? Cục mà cái đó là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Đây là bịch mắm được pha để mang bánh cuốn nè. Nếu mà không có nhân thì gọi là bánh ướt nha các bạn. Bánh ướt nó sẽ màu trắng như thế này ở trên, và bánh cuốn nó sẽ là nằm ở dưới, nó có nhân nè. Và nhân nó sẽ là đậu xanh, bịch mắm và cả nấm tây mèo nữa. Đây là chả quế đây, để thành phần không thể thiếu của món bánh cuốn nóng. Quán chỉ là mấy cái bàn nhỏ tối đặt ở trước nhà thôi, và quán chỉ bán từ 6 giờ rưỡi tối tới 5 giờ sáng thôi nha các bạn. Một cái tủ nhỏ với giá là 22.000 phần, chỉ có một người bán và từ bưng bê cho khách luôn.
chị Dưỡng bán bánh cuốn nóng Quế Trân. Tên Quế Trân là tên con gái lớn của chị. Chị bán thay cho mẹ chồng đã được 16 năm rồi. Và mẹ chồng chị bán tới thời điểm hiện nay là bà Tư đã bán ở chợ Gò Vấp đã được 28 năm. Từ năm 1989-90 tới bây giờ. Cái món này gia truyền là hai đời rồi. Rất là đơn giản. Cái này thì bao nhiêu tiền chị ha? 22 ngàn. Còn nếu mà bánh ướt không thì bao nhiêu tiền chị? Nó cũng là vậy nhưng mà mình tráng nó nhiều hơn. Tráng nó không nhiều có hơn. Nhưng mà nó là bánh nó nhiều hơn. Dạ. Chứ cũng là phải tráng. Cái nghề mà làm bánh cuốn nóng thì chị được ai bày hay là sao ạ? Chắc má truyền lại à, chồng là má Tư đó. À thì là má Tư là truyền lại cho chị. Rất là nóng hổi, rất là thơm ngon. Chị cái thành phần nhân của bánh cuốn này nó có gì không đó chị ha? Thịt với gì chị? Nấm mèo với lại củ sắn. Thịt với nấm mèo và củ sắn. Dạ. Bán mình là bán từ mấy giờ chị ạ? Từ 6 giờ rưỡi cho tới 5 giờ sáng. Là một mình chị bán luôn? Từ 6 giờ rưỡi tối tới 5 giờ sáng. Chị mà bán thay cho mẹ chồng thì đã tới đây là được bao nhiêu năm rồi chị ha? 16 năm rồi. Là cụ Tư là bán tính ra là được 28 năm rồi phải không chị? Đúng cái bánh cuốn nóng thì cái phần khó nhất là làm gì vậy hả? Chỉ cần tráng khó thôi, nếu mà biết tráng thì dễ, mà không biết thì khó nhất là tráng cái bánh cho nó đúng độ mỏng với lại nếu mà nó không mỏng thì nó là không được. Yeah. Đây là cái bánh đậu xanh để ăn kèm với lại bánh cuốn nữa các bạn. Bột với đậu xanh có gì trong đó nữa không chị hả? Không, bột với đậu xanh. Bột cái này đậu tự xanh. Làm mới được, tự làm tự chiên luôn. Ừ, tự làm đó, nem chả đồ nè. Và những chỗ mà thì đặt hàng với gia đình làm để sẵn đây. Đây, làm bánh rất là nhanh. Trong 1 phút 30 giây là cái bột đó vừa chín vừa mỏng đúng cái độ. Là chị sẽ dùng cái đũa tre còn lại để mà thêm cái nhân vào và cuốn lại. Rất là đơn giản. Đó, bánh ra vừa với hơi nóng lên, từ hơi nước lên là vừa
bữa chính đó là chị đã lấy ra để mà cúng nhân vào rồi. Chị nói là khó nhất là cái việc tráng tráng bột rồi nè, sao cho nó mỏng mà nó vừa chín nữa. Nếu mà không mỏng chứ còn mấy cái gia vị khác thì làm hết rồi, ăn đầy đủ hết rồi. Cái khoảng thời gian nào là quán bánh cuốn nóng với Trân của mình là đông khách nhất chị hả? Tới 1 giờ. Sau 1 sáng. Là 1 giờ thì đông tới mấy giờ chị? 1 giờ tới 4 giờ là đông. Tới 4 giờ rưỡi sáng là vẫn đông. À, những người đi làm về khuya đó. Nhưng mà hồi xưa là lúc mà ở chợ đây nó còn vắng hẳn chưa đông. Thì bán sao chị? Má bán buổi sáng mà. Chị bán buổi sáng, ngày xưa là bán buổi sáng. Dạ. Má chỉ bán buổi sáng, hôm sau này chị chỉ bán buổi chiều. Dạ. Bán buổi sáng, nói chung cũng sinh viên nhưng mà ít. Cho nên là sau này thôi, chỉ bán buổi tối đông hơn. Dạ. Khách ghé mua bánh cuốn mang về. Nhà công của quán hát cho nhau nghe. Đi làm về khuya ghé mua bánh cuốn nóng. Thì anh hay mua cái bánh cuốn nóng của chị Dưỡng không? Ăn hoài vậy, tối về ăn khuya. Dạ. Yeah. Anh biết tới quán của chị Dưỡng bao lâu rồi ạ? 2-3 năm rồi. Dạ. Yeah. Thường thì tuần anh ghé mấy lần à? À có thỉnh thoảng là có lúc 2-3 bữa, có lúc tuần ghé lần, có lúc nhiều khi lâu lâu nửa tháng, tháng vậy. Anh ăn bánh cuốn ở đây á, thì anh thấy nó khác so với những nơi khác không? Có điểm nào khác không? Thì cũng khác anh, cũng ngon rẻ ăn hợp khẩu vị, những gì hơn chỗ khác.